Ôi chị chờ cưng nãy giờ nè, nó làm gì mà lâu dữ vậy? À, chết chị em ơi. Trời đất ơi, chị chờ cưng nãy giờ nè. À, trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Thôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không quay lại. Thôi, làm đi, tôi không biết. Ngay khi một vị khách nữ xuất hiện cũng là lúc hai nữ nhân viên gặp nạn. Theo đó, khách nữ này điều khiển xe máy lao vọt vào trong tiệm, suýt tông trúng hai nữ nhân viên. Bay ơi, bay ơi, bay ơi, bay ơi, ông cố ơi.